Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thiên đế đang tôn trọng sinh trở lại năm lớp 11 tập 325 Liên Phân Bộ nằm giữa phòng mô tả nhé. Y tâm đi viện trường à? Vậy thì chúng tôi rời khỏi đây trước nhé. Đi đi. Côn lôn khư, nguy hiểm gì thường. Chỉ dựa vào báu vật mà mọi người lấy được vừa nãy thì vẫn chưa đủ. Trước khi xuất phát thì vẫn nên tranh thủ kiếm chút đan dược và trang bị, nâng cao cơ hội sống sót ở trong Côn Lôn Khư. Lão đại cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ báo về chị dâu và mọi người. Chỉ là một Côn Khư nhỏ bé thôi, tôi không xem ra cái gì đâu. À, tôi thấy là Lật Nhi bảo vệ cậu mới đúng đó. Chi? Buồn cười chết mất thôi, Lương Khang Khang à. Chỉ cần cậu không gây phiền phức chính là sự bảo vệ lớn nhất của chúng tôi rồi đó. Được rồi, đừng có nói đùa nữa. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian chuẩn bị đan dược và pháp khí thôi. Bây giờ tôi sợ búa hồng màu chiến, cho dù gặp phải thần ma điện địa tiên hậu kỳ, dù vào phòng ngự vô địch của địa tiên, thì cơ thể của địa sát có lẽ cũng có sức mạnh để chém giết. Lối vào của cửa Côn Lôn Khư. Không hổ danh là Côn Lôn Khư, nơi chôn giấu thần ma. Dựa vào linh khí thiên địa dày đặc thế này, tu luyện ở đây một ngày có thể chống lại 10 ngày ở bên ngoài rồi. Còn hổ danh là Côn Lôn Khư. Nếu như có thể ở đây tu luyện mãi mãi thì nhất định là sẽ thăng cấp rất nhanh. Xem nhị trong chết, không chết thì làm. Chỉ là ý. Đúng là xui xẻo. Nè, tôi xui xẻo. Tôi không thấy cậu mới là xui xẻo đó. Cậu lấy cái quần què gì chưa? Là dám sử dụng tiểu thư nhà tôi, muốn tìm cái chết sao? Muốn đánh nhau à? Đến đây. Muốn xử từ lâu đại. Đã hỏi qua tôi gì chưa? Một chữ thôi. Đánh. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ, hôm nay nhất định phải đánh bảy các người. Mấy anh em à, mọi người đừng có ra tay lần này, để tôi giết chết hết bọn chúng cho. À, Long Tiểu Ngọc à, khiến ngươi từ bỏ đi cô ta đây thì đừng hòng làm được gì chị dâu của ta. Không giả ngu sẽ không chết. Đến đây đi. Dẫu có sức ra tay cho ta. Hắn muốn tìm cái chết thì hãy thành toàn cho hắn. Đi chốt đi. Hả? Dạ. Đi. Sao có thể chứ? Đến đây chưa ăn cơm với sao vậy? Chỉ có chút thức lượng thế này thôi sao? Cậu muốn động tới lão đại của ta? Các người, ai có đồ ăn rắm cả mà thôi. Lương đại ô quy, tôi đến giúp cậu. Mấy con sâu bọ các người ý nhiều hiếp ít à? Đúng là vô liêm sỉ. Trần Bảo thương dậy, nay từ đêm huyết sát xâm nhập, ảnh hưởng đến vận hành khí huyết của chúng ta, tuyệt đối là cấp bậc Trần Bảo rồi. Đó là Trần Bảo từ hàng còn có được, tên này thì lấy từ đâu ra vậy? Đêm này không phải kiêu ngạo lắm hay sao chứ? Chỉ đám côn trùng gây người, ta còn có thể đánh một nhóm nè. Được rồi, lập tức phái đi vào người và cùng lồng khử thôi. Ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, mấy người muốn chết ở cùng lồng khử sao? Nói như chị giàu đã nói thì Lương đại già không tìm sao đâu với các người nữa. Tôi trước đây này vẫn chưa gặp qua người nào vô liêm sỉ như vậy mà. Thì khốn kiếp, người đừng có mà kiêu ngạo, tôi kinh. Chỉ ba các người, tiểu gia ta không sợ.
Thì chết đi. Không hay. Các người muốn tìm cái chốt sao? Dạ. Châu trại, nếu như đã muốn chết thì lương đại gia ta sẽ làm cho các người hài lòng. Chết nè, chết cho mày. Giận tí. Muốn rồi thì ta có thể chơi cùng người. Đã nghe. Như vậy là đúng rồi. Từ hai, là gì? Anh biết là em muốn nói cái gì. Chỉ là chuyện này anh nói thì cũng vô dụng. Khang khẳng, Lâm Ngạo Thiên. Chị dâu à, em nói mà chị. Chỉ là nếu như bọn họ còn không tôn trọng thì đừng trách luôn khang khẳng em, nhất định sẽ để cho mấy cái tên nhóc này chết ở đây. Xem như cái người mạng lớn đó. Ý của khang khẳng cũng là ý của tôi. Bên thuốc này có thể phục hồi nhanh chóng. Ba người nhanh dùng đi. Chúng ta đi thôi. Ở đây chính là tầng thứ nhất của Côn Lôn Khư sao? Quả nhiên đáng sợ. Chỉ là tầng thứ nhất mà lại đem đến uy áp lớn thế này. Mấy tầng bi sầu rốt cuộc là che giấu cái gì nữa? Mọi người cần gia chú ý. Ở đây mặc dù là ngoại vi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm. Đây là đợi quân khô lâu. Do họ tốt, nhiều bến đầu lâu như vậy sao? Tôi chống chọi các người phát ra. Tỷ úy tan sát đi. Mấy bên đầu lâu này mặc dù là thành thế lớn, nhưng mà lực chiến đấu lại không đáng để nhắc tới. Chỉ bằng chúng ta thi thí xem ai giết nhiều hơn. Ok. Đã đến lúc kết thúc rồi. Nào, chị hãy gọi ta là mến nhất. Càng kháng VIP Pro. Càng hà, con xử lý được bao nhiêu? Ta đã nói là tôi là mạnh nhất rồi mà. Trưng ngóng. Lương khẳng khẳng, câu đúng rồi đính. Lâu này anh xử lý được bao nhiêu đầu lâu? Mấy trăm, mấy ngàn, cũng không đếm nữa. Lâu đầy không hối dính lệnh. Mọi người phải cẩn thận đó. Hình như có thứ gì đó rất lớn đang tới đây. Hơi thở thật là mạnh, trừ khi là địa tiền. Hơi thở huyết sát rất nồng. Đừng sợ, có anh đây rồi. Em nhất định sẽ không làm những gì tới anh đâu. Ở một bên khác, kiếp trước linh khí hồi phục trung kỳ, ta đã từng gặp từng có ghi chép về hung thú hiện thế trong Sơn Hải Kinh. Không ngờ đây lại gặp được một đầu. Lại là hổn thú chi cấp ăn người, gia hội. Không hổ danh là nhìn lạc nhì. Chỉ nhìn có một lần mà đã phát hiện ra rồi. Màu lão đại không hay rồi. Gia hỏi kia đã sống vượng chúng ta rồi. Đến đúng lúc lắm. Ý không hổ danh là hung thú trong truyền thuyết. Bố Hồng Mông dị dưới tình huống vẫy tùy ý,
mà lại không thể nào gây ra chí mạng. Kim Cương như ý thần thông, bằng nhau rồi. Đã xong. Gia họ này không được rồi. Mọi người hãy xông lên. Không hay rồi. Gia họ này tự nổ. Nhìn tránh ra. Không hay rồi. Lâu Tiên Ngọc, Khương Tiên Nhất, bọn họ không thấy đâu nữa rồi. Trước mắt có người là cái hở cồn lồn. Cồn lồn sau khi bị ná thì thiên địa linh khí đã tan ra ở trong không gian. Tình hình lên từng vệt nứt cồn lồn thì có lẽ mấy gia họ kia bị cuốn vào trong cái hở khác rồi. Từ hạ Tiếng Ngọc bọn họ. Khương Thiên Nhất là đệ nhất thiên tài của Khương gia, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Long Tiên Ngọc là có chân bảo phòng thân của Long gia, chắc có lẽ cũng không sao. Trong cái hội cùng lồn này có không ít cơ duyên tạo hóa lớn. Từ hàng cuối cùng thì người vẫn gặp vận may lớn rồi, là Lục Ngô. Chuyện này đúng là hơi to rồi. Đây là cái hội cùng lồn ở trong cùng lồn khư. Cơ duyên tạo hóa thì ở trong đó có ích rất lớn đối với mọi người. Đội trưởng, chúng tôi muốn rút lui khỏi cồn lồn hư. Công tốt, vậy thì mọi người ở đây chờ lệnh, không được tùy ý đi lung tung. Chúng ta đi thôi. Không ngờ đây là đẹp tới như vậy. Nếu như so với bên ngoài thì đúng là khác nhau hoàn toàn. Đi thôi. Cẩn thận. Giờ tốt, đâu đâu cũng là nguy cơ. Thứ gì vậy? Nguy hiểm thật đấy. Đây là cái gì vậy? Ở đây rất nguy hiểm. Từng cây cỏ, từng diệt lá đều là tràn đầy cấm thủ với chúng ta. Chúng ta còn phải tăng tốc độ. Piu piu. Triple kill. Cái quần què gì đây? Ui cha. Càng cản, cậu không sợ chưa? Tôi không sao. Úi, phiền chết đi được mà. Giờ này lén lương đợi giờ của các người sau. Lâu đài Y Vũ, lâu đài đúng là ngầu rồi. Mọi người cẩn thận một chút, có thứ gì đó đang qua đây.
Tiêu ác ma được sinh ra trong quả thực là lý nào là quả ác ma? Nói như vậy thì cái ác ma có lẽ là đang ở phía trước. Căn cứ theo ký ức của kiếp trước, cái ác ma này có thể dùng để thăng cấp búa hồng mộng chiến nhanh hơn trong suy nghĩ của mình. Đây là chuyện thiết cô lão lại có một cái cây tên là cây ác ma. Qua của nó lại có thể trồng ra ác ma. Xem ra cái ác ma chính là ở gần đây. Giả thần giả quỷ giết đem tới giúp anh. Phương Hoàng Cà Giáp khởi cực tân viễn thiền hoàng đạo chư thần ngô huynh vất vả rồi. Chuyện nhỏ đi, tiếp theo chúng ta đi tiêu diệt hắc ổ của kẻ ác ma. Hơi thở tà ác thật là đáng sợ. Quả nhiên là gây ác mà. Các người vì cẩn thận một chút đấy. Được. Lợi chuẩn bị mạnh lên sao? Đó là đương nhiên, chuẩn bị phóng thích khí vương bát bất cứ lúc nào. Cái cây này hình như đang ngủ say. Nếu như tháng dễ dàng như vậy lấy được bảo bối thì cũng không tệ. Tôi qua đó xem trước thế nào. Các người ở đây chờ tôi. Phải cẩn thận đó. Yên tâm. Không có gì lạ thường. Tạm thời thì không có nguy hiểm. Mọi người có thể ra ngoài rồi. Lão đại à, bảo vật chính là nằm ở dưới cây sao? Không sai. Chứ dù là không nằm dưới cây thì nhất định cũng nằm ở gần đây. Mọi người hãy chia nhau ra tìm. Tìm thấy rồi. Ở đâu cơ? Ở đây lại là kho báu của chiến thần hình thiên. Wow, kho báu của đại thần hình thiên ư? Nhận định là không có ít ít thứ không tốt rồi. Có nguy hiểm, lùi lại nhanh. Là anh Chiêu. Lại là anh Chiều, một trong những thần thú bảo vệ núi Côn Lôn. Mọi người hãy cẩn thận đó, chiêu này còn chịu rất mạnh. Chu tiên tứ kiếm suốt
Ồ. Đến lượt ngươi rồi. Cố Hiền trù tiền kiếm trận. Biến. Ý mạnh hiểm yếu. Thân thức thì vẫn lạc, anh chịu, anh nghĩ đi. Nhưng mà đây đối với người mà nói thì cũng xem như là một chuyện tốt. Dù sao thì chết sớm, để lại xác để làm cái gì? Mọi người không sao chứ? Chúng ta liều sống đi chết ở đây, cũng không biết là Long Tiêu Ngọc và Cường Thiện nhất bọn họ đang làm cái gì. Có lẽ là toàn rồi, nó không chừng có lẽ đã chịu tội ở góc nào đó rồi. Phía bên kia, Lật Nhi, anh chuẩn bị đi về mấy nơi khác của Côn Lôn Cư xem. Nhưng mà đã quá nguy hiểm, anh chưa chắc là có thể bảo vệ được em chu toàn. Từ Hà, em biết là anh đã quyết định thì không thể lung lay được. Nhưng mà hy vọng anh có thể biết rõ em đợi anh bình an quay về. Lối vào của Côn Lôn Cư, tầng 8 Côn Lôn Cư, Quỷ Xà, Quỷ Xà Cầu Đầu Điểu. Kiếp trước hình như là có người đi theo Cầu Đầu Điểu và tìm kiếm đưa tàu hòa lưng. Linh khí gì đặt thật đi. Đây chính là giá trị trong truyền thuyết thần thoại à. Cầu kiếp tiên phẩm thần tiên. Có được thần liên này thì con đường tu luyện của Lạc Nhi nhất định sẽ dễ dàng hơn. Người dám xông vào thánh địa giáo trì. Chết. Chỉ có thế thôi sao? Phá cho ta. Bây giờ đến lượt ta rồi này. Để cho ngươi xem thử khoảng cách giữa chúng ta. Diệt tiên trảo. Xem chiêu. Đi, sao có thể chú? Ủa, đây là... Đi, chúng ta qua đó xem thử. Từ à, sóng ma khí ở phương hướng kia lên nó hội tụ ma lực. Đây là ma lực thần trì. Ma lực thần trì, tốt quá rồi. Nghe nói là thần trì này có thể thăng cấp vũ khí ở mức độ lớn. Ma lực dồi dào như thế đủ để cho tất cả chân bảo thăng cấp lớn rồi. Để tôi xem thử. Bố Hồng Mông có thể thăng đến cấp độ nào? Thì từ tốt. Binh khí này của người có thể vượt xa so với trình độ tiên bảo sự dày. Đúng là bùa tốt. Nếu như nước của ma lực thần trì này không ít thì hỗn độn thiên trường và cây cầu huyền diệu cùng nhau thăng cấp luôn. Bảo bối mới này được gọi là cầu huyền thiên trường. Đi thôi, đi xem thử một tầng cuối cùng của Côn Lôn Khư. Tầng cuối cùng của Côn Lôn Khư. Đây là thần đường của thiên đế. Không tệ. Tiếp theo, người mà người đối diện chính là thống trị chư thiên vạn giới thiên đế vô thượng, có hiệu lệnh tam giới lục đạo. Huyết lệ của thiên đế. Đây là... Không hay rồi Từ Hàng, ngươi nhanh rời khỏi hắn đi. Tôi nguy rồi. Dạ. Khí lưu mạnh thật đấy. Ôi, sức mạnh của thiên đế này sao đột nhiên lại bị nổ đi vậy? Chỉ là nhân loại nhỏ bé to gan lại dám nhìn trộm nhan sắc của thần. Mơ đế tỷ phượng, ngươi lại dám cướp đoạt nhục thần của thiên đế sao?
Thiên đế không làm gì được tà huấn chì, là phạm nhân các ngươi. Tiểu tử, đi chết đi. Vũ Hồng Mông hiến. Chi thế tụi sao? Không lẫn ngóng cuồng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mất đi bình khí, ta xem người còn có thủ đoán gì. Nhục thân của ta chính là vũ khí phòng ngự mạnh nhất của ta. Chịu chết đi. Mà để đến lượt ngươi rồi. Đi. Nào mình ly hóa. Đây cũng chỉ là một phần sức mạnh của bổn đế mà thôi. Ta sẽ phục thù. Khiến cho người muốn sống không được, mà muốn chết cũng không sống. Mà đế tị phường nếu như còn quay lại thì nhất định sẽ gây ra một trận máu tanh đấy. Thì thôi, chúng ta không ngừng biến mạnh hơn mới được. Ta điện lăng tiêu bảo. Thiên đế, chúc mừng các người đã thành công qua thử thách của ta. Thử thách? Không sai, chính là vì muốn tìm một người truyền thừa hài lòng. Tiểu hổ, người rất xuất sắc. Ta đánh giá cao về người. Uy năng của ấn ký đế quân à, lại lớn mạnh như vậy. Hình như có thể trực tiếp đột phá lên cảnh giới địa tiên. Xem ra, lực pháp tắc của ta rất thích hợp với người. Hãy bảo vệ tốt nơi này. Từ Hàng, ta nhớ gần đây có một cây táo tử kim thần. Đó tuyệt đối là một thần phẩm hạng nhất đó, ta đưa người qua đó. Đây chính là kỳ táo tử kim thần dùng thần hồn để chế tạo. Có thể giúp người tôi thở luyện thần trong truyền thuyết đi sau. Trải qua hàng nghìn năm, không ai hái mà cái thần đã ra đi trái táo thần như vậy rồi. Thế thì ta không khách khi nữa. Từ à, nhanh thử xem thế nào. Sức mạnh rất là tinh thuần. Không hổ danh là táo thần, khiến cho tinh thần của mình đã tăng lên không ít. Thành công rồi, đã đến lúc quay về tìm Lạc Nhi và mọi người rồi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Yêu và mọi người không có đi. Hết cách rồi. Thân thức ngoại phóng. Em thấy rồi. Dạ. Lương Khảng Khảng, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Chìm chiêu. Không biết tự lớn sức mình. Lật ý. Thì tử mất tập trung thì không tốt đâu. Tiếp theo tới lượt ngươi rồi. Đã chết liều thôi. Chỉ chốt đi. Đi. Đúng là không biết sống chết. Tản. Dạ. Đám sầu kiến, hãy tăng tình theo mày khối với một kích mạnh nhất của ta đi. Kết thúc rồi sao? Ồ, người đang muốn tìm cái chết sao? Kẻ đến lại, dám ra tay với người của ta. Vậy thì ngươi hãy tự chọn một cách chết đi. Lạc Nhi, để em chưa vất vả rồi. À đúng rồi Lạc Nhi, cái thần liên tiền cầu phẩm dài này vô cùng thích hợp với em. Từ Hạng, cảm ơn anh. Đừng càng kháng, đừng có giết chết nữa. Nhanh qua đây. Cam lấy chia cho ba người cậu Ngô Cường và Lâm Ngạo Thiên đi. À đúng rồi, chỉ còn ăn nửa viên là được rồi. Ngô Cường lão đại. Ma thú triều bá chi âm. Xem ra hình như đã sinh ra cái thứ gì đó rất là gừ gớm. Để tôi đi xem thử thế nào. Mọi người đỡ đây tôi. Đợi tôi. Đấy chính là hợp đào hoa sao? Hợp đào hoa nữa rồi. Phong ấn tán. Linh khí đã bắt đầu hồi phục trung kỳ rồi. Chính là có liên quan tới hợp đào hoa.
thì ra phòng ấn tầng thứ hai chính là nằm lại đây à. Nếu như mở phòng ấn hùng thú của cầu lồng khừ và bí cảnh khác thì nhân loại nhất định sẽ gặp phải tai họa. Lão Lục, chúng ta giết qua đó thôi. Ta nói mà muốn đột phá phong ấn cái đám quái vật các người đúng là quá nghi thơ rồi. Chị chà, cái đám gia hỏa này hình như có gì đó sai sai, hình như là không thể cảm nhận được sự đáng sợ rồi. Dù sao thì cũng phải hủy hoại hết hợp đồng hòa, còn tốt thế thì tiêu diệt hết thôi. Chu tiền kiếm trận giết. Mấy viên đá cản đường này toàn bộ đã được xử lý hết rồi. Tiếp theo chính là đến lựa chính chủ rồi. Hợp đạo hòa này ta tuyệt đối không thể để cho nó tách ra. Chả trách. Hợp đạo hòa có gì động thì ra là cái đám sâu bộ học viện thành Bắc tìm đến rồi à. Còn thò đi, hắn có thể ra tới tầng thứ hai, còn có thể vượt qua phạm vi hồng thú, lấy gần hợp đạo hòa. Đến nhầm đi thôi đi, xem ta lôi bỏ hắn đi. Ngồi ngồi chịu chết đi. Quả nhiên là cái người dở trò. Biến mất cho ta. Còn thấy đâu nữa. Cái gì? Vũ khí thật là quỷ dị. Do họ này lại không phải là nhân loại. Công kích bình thường đúng là không làm gì được bọn hắn bị thương đến nguồn gốc. Đáng tiếc. Con tưởng như vậy là có thể làm ta bị thương được sao? Nếu đã như vậy... xem chiêu. Số 1. Biến mất đi. Công kích mạnh thực. Mọi người cẩn thận. Tên báo sai sót rồi, cùng nhau lên đi. Đúng là không bị sống chết. Kế hoạch của mà chủ đại nhân sao có thể cho người phá hủy được chứ? Hợp đạo hòa khi nữa tuyệt đối là không thể bị làm phiền. Mà chủ đại nhân xin hãy ban tặng cho tôi sức mạnh của người cho ta. Đi, sao có thể chứ? Tình báo của mà chủ đại nhân hình như sao có thể sai được? Người, rốt cuộc là ai? Các người của kiếp trước quả thật là thành công rồi. Nhưng kiếp này ta đã phá nát từng kế hoạch của các người. Chết. Mà chủ, ngươi cứ đợi ra đi. Từ hàng ta sớm muộn gì cũng sẽ một lần hủy diệt người. Lần này sẽ không có người nào đến đây làm loạn nữa. Kịch ấn. Thiên kinh lục hợp rồi. Thành công cuối cùng đã kết thúc rồi. Hả, lần gì? Sao mọi người lại qua đây rồi? Mọi người có chút không yên tâm, vì thế mới đến đây thực sự tự xem. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, anh đã giải quyết hết rồi. Còn về tình hình cụ thể thì đợi sau khi về, anh sẽ từ từ nói với em. Cái gì à, chưa ở đây đâu đã giải quyết hết rồi, chúng ta về thôi. Linh khí phù hộ trung kỳ sắp tới rồi, phải nhanh chóng tìm viên trưởng thương lượng mới được. Hả, linh khí phục hồi, thế thì thực sự phải nhanh chóng nói với thầy cô mới được à? Nhìn kìa, có người ra ngoài. Đội trưởng à, mọi người đã về rồi. Thế nào, mọi người đều không sao chưa? Từ Hàng, chị là gì? Em đúng là vô dụng mà, bộ họ đã chết hết rồi. Là em đã không bảo vệ được bộ họ. Chúng tôi trên đường tập hợp thì bất ngờ phát hiện ra cô ta. Thôi bỏ đi, mọi người không sao là tốt rồi. Từ Hàng, cậu quả nhiên là không sao. Lần này chuyến đi công lồn Khư thì tôi không bằng cậu. Khương, quả nhiên hắn cũng đã lấy được cơ duyên. Tiểu Ngọc, chúng ta rời khỏi đây thôi. Cường Quỳnh, tạm biệt ở nơi này, chúng ta cũng đi thôi.
Từ Hà, sau này có duyên gặp lại. Thành ám dạ. Cung điện ác mộng. Luân bàn đi bị nát rồi. Ác mộng chi chủ Telidia. Đáng ghét. Cơ phục cố hoạch giải phòng ấn là bị phá hoại rồi. Lại dám ngăn cản kế hoạch của chúng ta, đúng là đáng giết. Sao thế, thất bại rồi sao? Là hắn à? Ngươi biết người này sao? Tên ô trọc chết ở trong tay của tên tiểu tử này. Còn có một đạo phần thân của Bạch Vân. Xem ra tiểu tử này là muốn trở thành kẻ địch với ta và thập nhị ma chủ của chúng ta rồi. Nhất định phải trừ cự hắn sớm mới được. Thế thì liền thủ để chúng ta chết, chúng không có để chúng chết không có chỗ trù. Ba ngày sau, tại học viện Thanh Bắc. Anh Từ à, viện trưởng bảo anh đến phòng làm việc một chuyến. Nghe nói là báo cáo lại chuyện lịch luyện. Biết rồi, tôi lập tức đi ngay đây. Thì tự à, người có tay không như vậy mà đi sao? Vâng là tỷ tự người hiếu chuyện đó, ngon thật đấy. Lầu văn phòng của Thành Bắc. Viện trưởng tìm tôi sao? Bị thương và tử vong mới lịch luyện công lồn khư nghiêm trọng như vậy, mà trong đó rút cuộc đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì vậy? Nói ra thì dài dòng, chúng tôi vừa mới vào công lồn khư thì gặp phải quái vật cấp địa tiên tập kích. Cái gì? Cấp địa tiên? Sau đó thì hai chúng tôi ở tầng 2 gặp phải một đám người mặc áo đen thần bí. Từ trong miệng của họ biết được âm mưu của hàm ma chủ. Thì ra là ma chủ muốn lợi dụng hợp đào hoa để giải trừ phong ấn của cùng lồng cực, phóng thích ra quái vật trong đó để tàn sát thế giới. Nhưng mà kế hoạch đã bị tôi phá hư. Tôi tạm thời đã phong ấn lại hợp đào hoa rồi. Nhưng Tây Phương ma chủ nhất định sẽ còn bỏ qua mấy cái quái vật ở cùng lồng cực, cuối cùng cũng xuất thế. Tây Phương ma chủ, chuyện liên quan tích động trại trọng đại như vậy nhất định là phải báo cáo lên cấp trên và các thế lực của các phường khác. Từ Hà, lần này vất vả cho cậu rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Sau chuyến đi cùng lồn khừ thì tôi có một chút nhìn thấu tiểu tử này rồi. Không nhìn thấu, theo như tôi thấy thì cũng đến lúc để cho tiểu tử này gia nhập linh điều không thực sự rồi. À, tôi đồng ý, tôi một phiếu. Âm mơ của ma chủ lần này thất bại, có lẽ nhất định sẽ phái người đi giải trừ phong ấn của hợp đào hoa. Chúng ta cũng phải chuẩn bị trước mới được. Hành lang ngồi phòng làm việc. Ừ? Sao Lạc Nhi lại ở đây? Từ Hàng, vừa nãy em đến phòng anh tìm lại không thấy đâu. Nghe nói thì anh đến tìm viện trưởng nên đã ở đây đợi anh. Từ Hàng, đây là... Này trợ phí là thư tịnh mà Khương Thiên Nhất đưa cho Lạc Nhi. Vừa nãy nghe càng càng nói Khương Thiên Nhất đã đưa thứ gì đó cho em. Lấy nó là thư tịnh. Thư tịnh cái gì? À dạ, anh lỡ miệng thôi mà, phán đoán sai cái chút xíu. Trường Quỳnh, nếu như muốn biết tin tức liên quan tới mẹ của anh, 7 ngày sau có thể đến cường giả của tôi một chuyến. Cường giả? Kiếp trước mình chưa biết được tâm thế của bản thân, kiếp này nhất định phải làm rõ mới được. 7 ngày sau, xem ra đây chính là cường giả của phụ trường đấy. Mấy hôm nay đi đường trong đêm, cũng không biết là phong cách của cường giả có thoải mái hay không. Nhưng lại tiểu tử, ở đây không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào được. Là Khương Thiên Nhất gọi tôi đến đây. Khương Thiên Nhất tiếc dài gọi cậu đến sau. Cậu không nhìn lại cái bộ dạng nghèo cát, nghèo kiết xác của mình đi. Thì Nhất thiếu già sao có thể quen biết cậu được chứ? Con đã biết mời cậu tới đây. Cũng không nhìn cái bộ dạng của bản thân mình. Bạn của thiếu già ai mà không ngồi xem VIP đến đây chứ? Thì tớ muốn tạo quan hệ với Khương gia chúng tôi. Nói cho cậu biết, mời đi. Nhìn bên kia đi kìa. Nhìn thấy người kia chưa? Cũng là người có suy nghĩ giống như cậu đó. Vừa nãy đã bị chân tội đánh cho một trường tùy tạ. Thì tự không muốn bị đánh thì nhìn cút đi.
À, vậy đi, ta cho hai vị một bà bồi lớn. Sau đó thì hai vị đợi ta đi vào, để ta mở màn tầm mắt có một chút xa xỉ của cường gia rốt cuộc là như thế nào. Đến lúc đó thì ta cũng có thể khoe khoang trước mặt bạn bè. Ôi vãi, vẫn là tiểu tử này hiếu chuyện đi nha. Nè nè, nhìn lấy ra đi. Ồ. Nhìn rõ chưa? Chứ dựa vào các người mà cũng muốn ngăn ta sao? Từ Hàng, tốt đấy. Tiến được có cửa lại không đi, địa ngục không cửa thì ngươi cứ lại xông vào. Hôm nay ta sẽ báo thù cho hòa giới. Ta còn từng là ai thì rất là phế vật người à. Người muốn tìm cái chết sao? Tôi này đi đâu rồi? Ở đây nè. Ngươi nhiều ngày không gặp mà tên này chịu đòn cũng giỏi hơn rồi đấy. Từ Hà, ta chỉ để cho người chốt. Ba cái trò con nít. Thịt hỏa. Đúng là đi nhớ kém ta đấy. Lần trước anh trai của người đã thầy người chặn được một kích. Lần này thì không có may mắn như vậy nữa đâu. Khoan, ngoan ngoãn mà đứng im ra đi. Sao có thể? Lấy tới rồi. Phế vật thì cuối cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Đứng lại đó cho lão phù. Tên trộm từ đầu tới lại giống ngang ngược ở cường già bắt hắn lại cho ta. Dương. Tâm tà vô cực, thiên địa hồ nghĩa, thiên chủ sát trượng, lên. Lại là cái chiêu này à. Dối cho cường già hả? Các ngươi đối đãi với khách như vậy sao? Khách à? Ra tay ở vườn già ta, đánh đệ tử của cường già ta, ngươi cũng tự xưng mình là khách sao? Tên đệ tử ngu xuẩn nào của cường già lại mời một người khách như ngươi chưa? Thì Nhật, cho đến đây là cái gì? Chiều ngủ à, là tôi mời cậu ấy đến đây đấy. Khương Thi Nhất, cậu đã lần nhìn được lá thư đó cho tôi, rốt cuộc là cái ý gì? Thì ý trên mặt chữ, cậu nói cậu biết tung tích của mẹ tôi. Nói như vậy thì mẹ của tôi ở đâu? Ở đây chính là ở Khương Gia. Lúc nhỏ thì tôi còn nhớ mơ hồ. Tôi cũng chỉ có ba mẹ bên cạnh, chỉ là không biết sau này vì nguyên nhân gì mà ba mẹ rời xa tôi, gửi tôi cho hàng xóm. Nhưng cuối cùng thì hàng xóm bất đắc dĩ cũng đưa tôi vào cô nhi viện. Mẹ của cậu cũng là cô của tôi. Bấy quá thật là ở đây nhưng mà không tốt chút nào. Cái gì? Mẹ của tôi cũng ở đây sao?